Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là một con đường đất đỏ liên xã thuộc ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy trước mặt anh chị là một cái vườn, một trang trại bơ của một cái anh nông dân thuộc ấp Thuận Hòa này anh chị ạ. Người ta trồng toàn bộ là bơ nha anh chị ha. Đó anh chị, tôi quay cao lên anh chị nhìn thấy nó rất là đẹp, rất là đẹp anh chị ha. Đó, đất ở cái xã Thuận Phú của huyện Đồng Phú này á, người ta trồng trái cây rất là thuận, trồng giấy cây rất là thuận nha. Vì cái chất đất nó ở đây là đất toàn bộ là đất đỏ ba gian hết, nên là trồng trái cây như sầu riêng, bơ là rất là phù hợp anh chị ha. Rồi anh chị đi thẳng vào trong này á, thì dân cư người ta sinh sống hai bên ven đường này, đó, điện người ta cũng kéo vào đây. Đó. Rồi tôi chạy tới một chút. Đó, cái vườn bơ của anh này. Đó. Đó. Rồi còn đi thẳng đường này ra. Đi thẳng đường này ra anh chị ha. Ra khoảng 600 mét nữa là mình ra được DT741. Đường quẹo trái thì mình về thành phố Đồng Xoài khoảng 8 cây số anh chị nhá. Còn đi khoảng chừng 70 cây số là tới Bình Dương. Rồi cũng khoảng đó thì tới được Đồng Nai. Rồi khoảng 110 cây số nữa, 10 đến 15 cây số thì tới được thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất vườn 5 hecta, gồm có 1 hecta tiêu, là cái vườn này đây. 1 hecta tiêu. Rồi 4 hecta cao su, có 120 mét mặt đường đất đỏ thuộc ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đất rất là bằng phẳng nha anh chị nhá. Đường bên trong bên trong người ta còn nở hậu sang bên kia nữa. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình đi từ đây nhé. Mặt đường bắt đầu từ đây sang đến cái vườn trái cây bên kia, vườn trái cây hay vườn tiêu gì đó bên đó, thì là khoảng 120 mét mặt đường, thì bắt đầu từ đây nhé, bắt đầu từ đây anh chị ha. Trước khi đi tôi nhắc lại nhé, 5 hecta này nằm trên mặt đường đất đỏ liên xã, được 120 mét mặt đường, ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Lần đầu tiên tôi làm sản phẩm ở trên này nhé, ấp Thuận Hòa 2 là tôi chưa bao giờ tôi làm đó. Và lần này là đầu tiên. Hôm nay tôi lên đây tôi làm hai sản phẩm. Cái sản phẩm đầu tiên thì tôi quay rồi, tối tôi sẽ úp lên cho anh chị. Sản phẩm này sản phẩm thứ hai anh chị nhá. 200 mét mặt đường đất đỏ này. Đất rất là bằng phẳng này anh chị nhá. Đó, rất là bằng phẳng ha. Nó đụng cái vườn vườn đó là vườn vườn tiêu ạ, vườn tiêu vườn tiêu với mít. Đây. Rồi nó đụng cái bờ tường của nhà cái anh này này. Đó, từ đây này hất sang là 5 hecta. Hất sang 5 hecta. Còn vườn mít này sang đây là của cái anh hàng xóm. Không? Đối diện cái vườn bơ kìa. Vườn bơ đẹp quá. Thôi nhắc đi nhắc lại. Rồi bây giờ mình vào trong mình tham quan anh chị ha. Phần này là 4 hecta cao su này. 4 hecta cao su mới cạo được 2 năm. 2 năm. Đó, còn bên kia là tiêu, lúc đoạn đầu video tôi quay rồi. Đi thẳng vào đây dân cư đông đúc. Đi vào sâu không anh? Sâu vào bên trong 500 mét nhé. Do là cái lý do là như này, tôi sẽ không đi phần ranh giới vì đây nó tận 50.000 mét vuông thì nó rất là rộng lớn. Tôi xin phép tôi chạy xe, xin phép tôi chạy xe anh chị nhé. Đó, thì anh chị thấy là đường đất đỏ 120 mét, điện đầu đất, đúng không ạ? Điện nước là đầy đầy đủ anh chị ha. Chất đất thì rất là tốt. Đó, bây giờ thì tôi cùng anh chị vào bên trong tham quan. Bên kia là tiêu này. Đó, bên này là cao su. Đó, bên này là vườn mít của nhà anh hàng xóm. Đó, dân cư xung quanh nhá. Đó. Tôi đi hết sức chậm để cho anh chị xem nó nét. Đó, chị thấy không ạ? Đất nó rất là bằng phẳng anh chị nhá. Đó, vườn tiêu là nằm trong cái 5 hecta này luôn anh chị nhá, là bên đó đó. Đó, anh chị nào quan tâm lên xem miếng đất này thì tôi sẽ đưa đi xem chi tiết hơn chị ha. Bây giờ thì tôi sẽ chạy xe máy quay cho nó nhanh. Đó, thế nên là tiêu. Phần này là cao su mới cạo từ đầu năm đến giờ này. Mới được 1 năm cạo thôi. Ở bên kia người ta trồng mít, không biết mít đấy là mít gì, trồng nhiều mít. Rồi phần cuối người ta trồng bơ.
Tuy nhiên thì anh chị về, anh chị mà có kinh nghiệm về trồng trái cây á, thì mình có thể chuyển đổi cây trồng từ cao su, từ tiêu sang bơ, sang sầu riêng anh chị nhé. Vì cái đất ở đây nó rất là phù hợp với trái cây anh chị ạ. Đó, rất phù hợp với trái cây. Người ta trồng cây. Đó, vườn tiêu của mình đến đây này. Đây, tôi phải quay này cho anh chị nó nét nét chút. Đó, vườn sau lưng lại là một vườn cao su của hàng xóm rồi. Đó, vườn tiêu chỉ chạy đến đấy thôi là 1 hecta. Đất rất là bằng phẳng anh chị nhé, gần DT41 nhé, rồi về đến gỗ đục xoài khoảng 7-8 cây gì đó, khoảng đó thôi. Đó. Tôi đi thẳng về phần cuối đất luôn, cái đất này rất là dễ nhận biết nhé, dễ nhìn luôn, anh chị đi ở giữa đất là cũng nhìn được hai bên ranh giới rồi. Đó. Rồi, đến đây là phần cuối đất này. Tôi xin phép đậu xe ở đây. Đó. Cái bảng đất trống là của người ta rồi. Đó. Rồi cái vườn mít này là của người ta rồi. Đấy, còn toàn bộ cao su ở phần này là 4 hecta cao su này, là của trong cái tổng diện tích là 5 mẫu. Rồi cộng thêm một mẫu tiêu bên kia nữa là 5 mẫu nhá. 4 mẫu cao su, 1 mẫu tiêu. Đó, đầu video tôi có chia sẻ rồi. Đó, là 5 mẫu, mặt đường liên xã là 120 m. 120 m anh chị nhá. Cao su thì phần trong này mới cạo năm đầu thôi, phần ngoài thì cạo 2 năm. Ừ, 2 năm. À không, xin lỗi, đằng sau này người ta cũng cạo 2 năm. Với tôi nhìn lộn. Cũng có một số cây với ta. Chắc là tuổi tôi nhìn lộn một số cây là mới cạo năm đầu. Đây, 2 năm rồi. Đấy. Đất cực kỳ bằng phẳng anh chị ha. Đó. Điện thì ngay đầu đất luôn. Dân cư thì xung quanh anh chị nhá. Đó. Thì trước khi kết thúc cái video này tôi nhắc lại nhá. Đất của mình thuộc ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Có cái diện tích là 5 hecta, trong đó có 4 hecta là cao su đang thu hoạch, 1 hecta tiêu. Mặt đường liên xã, đất đỏ liên xã thì là 120 m. Dân cư thì xung quanh anh chị nhá. Cách DT41 khoảng 5 đến 600 m thôi, nó rất là gần, gần lắm anh chị ha. Sát bên là vườn trái cây của hàng xóm, trước sau luôn. Ở đây người ta còn trồng bơ nữa này. Đối diện cái vườn này cũng có bơ luôn. Đấy, ở đây cái đất rất là tốt, chất đất thì đất đỏ Ba Gian anh chị nhá. Còn cái giá chuyển nhượng ở đây á, người ta chuyển nhượng là 3 tỷ 3 trên 1 hecta. 3 tỷ 3 trên 1 hecta anh chị nhá. Thuận Hòa 2, Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước anh chị ha. Đó. Rồi, anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất này, liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhá. Ngoài ra anh chị có thể truy cập website của công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn, tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CBT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.